Các bạn thân mến, sống xa cô gái bạn thích có thể là một trong những điều khó khăn nhất bạn từng phải làm. Vậy làm thế nào để bạn chắc chắn rằng cô gái nhớ bạn trong khi bạn không ở cạnh cô ấy? Tất cả những gì bạn phải làm là để cô ấy muốn gặp bạn nhiều hơn. Nhưng làm thế nào để cô ấy muốn điều đó? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn thảo luận một số cách tuyệt vời và rất hiệu quả để một cô gái luôn nhớ về bạn nhé. Cách thứ nhất là giới hạn thời gian bạn dành cho nhau. Nếu bạn muốn cô gái nhớ bạn khi bạn không ở bên nhau thì bạn không thể dành quá nhiều thời gian dành cho cô ấy. Bạn nên đi chơi với cô ấy vừa đủ để khiến cô ấy thấy bạn thật tuyệt vời, vui vẻ và thú vị như thế nào. Cố gắng gặp cô ấy một hoặc hai lần một tuần, nhưng hãy chắc chắn rằng cô ấy không phải là điều duy nhất trong thời gian biểu của bạn. Hoặc cô ấy sẽ bắt đầu nghĩ rằng cô ấy có thể có bạn bất cứ khi nào cô ấy muốn. Nếu cô ấy muốn đi chơi với bạn, cô ấy nên lên kế hoạch trước với bạn ít nhất vài ngày. Khi bạn đi chơi với cô ấy, đừng dành cả ngày với cô ấy mà hãy rời đi để làm việc khác sau vài giờ để cô ấy thực sự tận hưởng thời gian dành cho nhau thay vì quá thoải mái với bạn. Nhiều bạn họ sẽ hỏi nếu làm như vậy liệu cô gái có ghét mình không, có chán mình không? Các bạn ạ, đây chỉ là một cách trong một chuỗi các phương pháp kết hợp lại với nhau để cô gái ấy nhớ bạn thôi nhé. Cách thứ hai đó là giới hạn thời gian gọi điện thoại của bạn. Nếu bạn và cô gái bạn thích nói chuyện điện thoại, hãy đảm bảo bạn giữ cuộc trò chuyện của mình tương đối ngắn để cô ấy không nghĩ rằng bạn không có việc gì để làm ngoài việc nói chuyện với cô ấy mọi lúc. Bạn có thể nói chuyện với cô ấy để hỏi thăm cô ấy trong vài phút, nhưng bạn không nên để cuộc trò chuyện kéo dài quá lâu đến nỗi bạn không còn gì để nói. Không chỉ bạn không có gì để nói mà cô ấy cũng hết chuyện để nói với bạn. Đừng nói với cô ấy mọi điều bạn đang nghĩ hoặc mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn qua điện thoại. Hãy dành những cái điều quan trọng khi bạn gặp trực tiếp cô ấy. Trong vài phút điện thoại ấy, bạn hãy cố gắng khiến cô ấy mỉm cười và khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt, thấy bạn là người đàn ông hấp dẫn. Cách thứ ba đó là đừng bỏ mọi thứ để nói chuyện với cô ấy. Để khiến một cô gái nhớ bạn, bạn đừng nên khiến cô ấy cảm thấy như bạn đang ở bên cạnh cô ấy. Nếu cô ấy nhắn tin cho bạn và bạn đang bận, đừng vội vàng nhắn tin trả lời ngay, trừ khi cô ấy có việc gấp thực sự cần. Thay vào đó, hãy chờ một vài giờ trước khi bạn quay lại với cô ấy và nói với cô ấy rằng bạn cần hoàn thành cái công việc quan trọng. Tương tự như vậy, khi nói chuyện điện thoại, nếu cô ấy gọi cho bạn, đừng cảm thấy bắt buộc phải nhấc máy mỗi lần. Nếu cô ấy cảm thấy như cô ấy có thể tiếp cận bạn bất cứ khi nào cô ấy muốn thì cô ấy sẽ ít có khả năng nhớ bạn hơn. Ngược lại, nếu cô ấy cảm thấy khó khăn để có được một chút thời gian của bạn thì cô ấy sẽ coi trọng nó hơn. Tất nhiên, nếu cô ấy có vẻ buồn bã và thực sự muốn nói chuyện càng sớm càng tốt với bạn thì hãy nên gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Cách thứ tư là tiếp tục theo đuổi lợi ích riêng của bạn. Đừng từ bỏ tất cả những công việc bạn yêu thích chỉ để ở bên cô gái. Nếu bạn muốn cô ấy nhớ bạn khi bạn không ở bên thì bạn nên dành thời gian tiếp tục làm tất cả những cái điều bạn yêu thích. Hãy cho cô ấy biết bạn đang làm gì để cô ấy thấy bạn là một người thú vị, năng động, hào hứng với cuộc sống và là người có nhiều hoạt động hơn những cái sở thích lãng mạn của anh ấy. Cô gái sẽ tôn trọng bạn và sẽ nghĩ bạn thậm chí còn thú vị hơn nếu bạn có những thứ bạn cần phấn đấu và phát triển. Bên cạnh đó, việc tiếp tục theo đuổi cái sở thích của bạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều điều hơn để nói chuyện với cô ấy. Nếu cô gái biết bạn có nhiều việc phải thực hiện, cô ấy sẽ thấy rằng thời gian của bạn rất là có giá trị và cô ấy sẽ coi trọng những khoảnh khắc ở bên bạn. Cách thứ năm là hãy tạo cho cô ấy sự tò mò. Nếu bạn muốn một cô gái nhớ bạn thì bạn không nên cho cô ấy biết chính xác những gì bạn đang nghĩ và chính xác những gì bạn đang làm. Mặc dù biết cô ấy quan tâm đến bạn, nhưng bạn không thể nói với cô ấy rằng là bạn nghĩ cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất thế giới và bạn sẽ làm mọi thứ để có cô ấy. Mặc dù
Bạn có thể cho cô ấy biết cảm xúc thật của bạn khi cô ấy mở lòng dành nhiều thời gian bên bạn hơn bên bạn. Nhưng hãy để cô ấy tò mò một chút, suy đoán một chút. Bạn có thể khen cô ấy và nói với cô ấy những điều thích về cô ấy, nhưng bạn không nên nói với cô ấy mọi điều bạn nghĩ về cô ấy. Cách thứ sáu là kiểm tra cô ấy một chút khi bạn xa nhau. Nếu bạn muốn cô gái nhớ bạn khi bạn không ở cùng nhau, thì bạn phải nhắc cô ấy về sự hiện diện của bạn. Gửi cho cô ấy một tin nhắn để nói xin chào hoặc để xem tâm trạng cô ấy ngày hôm nay thế nào. Bạn cũng có thể gửi email cho cô ấy từ nơi làm việc hoặc gửi tin nhắn cho cô ấy khi bạn đi chơi cùng bạn bè vào cuối tuần. Hãy chắc chắn rằng bạn nói chuyện với cô ấy vừa đủ để cô ấy không quên bạn, nhưng cô ấy cũng không cảm thấy bị bạn bỏ rơi. Nếu bạn xa nhau, hãy chắc chắn rằng bạn không phải lúc nào cũng là người liên lạc trước. Thỉnh thoảng bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy, nhưng bạn không nên khiến cô ấy nghĩ rằng bạn luôn là người gọi điện trước. Nếu bạn biết cô ấy có một cái gì đó quan trọng sắp tới, chẳng hạn như là một cuộc phỏng vấn xin việc, thì hãy nhắn tin để chúc cô ấy may mắn hoặc là hỏi kết quả về buổi phỏng vấn đó. Điều này thì sẽ cho cô ấy thấy rằng là bạn quan tâm cô ấy ngay cả khi không phải lúc nào cũng ở bên. Cách thứ bảy là hãy là người làm điều cuối cùng trước giấc ngủ của cô ấy. Một mẹo để khiến cô gái nhớ bạn là đảm bảo rằng bạn xuất hiện trong tâm trí của cô ấy khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ. Bạn có thể gửi cho cô ấy một tin nhắn ngọt ngào hoặc gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy vào buổi tối, để cô ấy nghĩ về bạn khi cô ấy đi ngủ và thậm chí có thể mơ về bạn. Khi thức dậy, cô ấy sẽ nghĩ về cuộc trò chuyện tuyệt vời đêm qua và kết quả là cô ấy sẽ nhớ bạn nhiều hơn. Nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy đi ngủ là cơ hội để bạn thu hút sự chú ý của cô ấy. Cô ấy sẽ thư giãn và có thể tập trung vào bạn dễ dàng thay vì nói chuyện với bạn trong khi có hàng chục thứ khác diễn ra cùng một lúc. Điều thứ 8 đó là đưa cho cô ấy một cái gì đó nhắc nhở cô ấy về bạn. Một cách khác để đảm bảo rằng cô gái ấy nhớ bạn là tặng cho cô ấy một món quà mà nó hiện diện bên cô ấy hàng ngày. Đó có thể là một sợi dây chuyền bạn tặng cô ấy vào ngày sinh nhật, hay một chiếc vòng tay, hay một lọ nước hoa, vân vân. Những đồ vật này sẽ khiến bạn có được sự hiện diện lớn trong cuộc sống của cô ấy và cô ấy sẽ dễ nhớ bạn hơn khi bạn đi xa. Cách thứ 9 là viết cho cô ấy một ghi chú ngọt ngào. Một cách khác để khiến một cô gái nhớ bạn là viết cho cô ấy một lời nhắn ngọt ngào và chân thành về việc bạn thích cô ấy nhiều như thế nào. Nó không cần phải quá dài hay là quá chi tiết, nhưng nó sẽ khiến cô ấy thấy rằng là bạn thực sự quan tâm đến cô ấy. Cô ấy sẽ giữ lại ghi chú và thậm chí có thể đọc lại lần nữa để được nhắc về bạn. Bạn không nên viết ghi chú chỉ với mục đích để cô ấy nhớ bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả những gì bạn viết là chân thành từ trái tim bạn. Nếu bạn quá tính toán thì cô ấy không thích điều đó đâu ạ. Cách thứ 10 đó là hãy đặt câu hỏi thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của cô ấy. Nếu bạn thực sự muốn có một cô gái thích bạn, bạn phải thể hiện rằng là bạn quan tâm đến cô ấy. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc trở thành anh chàng tuyệt vời nhất hoặc hấp dẫn nhất xung quanh cô gái. Các cô gái chỉ muốn những chàng trai thực sự quan tâm đến họ. Nếu cô gái thực sự cảm thấy bạn quan tâm đến cô ấy, thì cô ấy sẽ còn nhớ bạn nhiều hơn khi bạn xa cách. Nếu bạn ở bên cô ấy, bạn có thể hỏi cô ấy về gia đình, thú cưng, kế hoạch cuối tuần, bạn bè hoặc là sở thích của cô ấy. Và cô ấy sẽ nhận thấy bạn thực sự quan tâm và nhớ là đừng hỏi những cái câu hỏi mà cô ấy đã trả lời. Và cách thứ 11 đó là bạn hãy đối xử tốt với cô ấy khi ở bên nhau. Nếu bạn muốn cô ấy nhớ bạn khi bạn ở xa, thì bạn nên cố gắng hết sức để tạo ấn tượng với cô ấy khi ở bên nhau. Hãy làm cho cô ấy cười, làm cho cô ấy cảm thấy đặc biệt và để cô ấy thấy rằng là bạn quan tâm đến cô ấy. Bạn muốn cô ấy nhớ đến bạn là một người đàn ông quan tâm, thông minh, thú vị. Vì vậy bạn phải tận dụng tối đa thời gian ở bên nhau, đặc biệt là nếu bạn không có nhiều thời gian làm điều đó.
Khi cô ấy buồn, cô ấy mệt mỏi hay vui vẻ sẽ đều nhớ đến bạn và mong có bạn ở bên cạnh. Bởi cô ấy biết rằng ở bên cạnh bạn, bạn sẽ luôn làm cho cô ấy cười, cô ấy hạnh phúc. Vì thế, cô ấy sẽ nhớ bạn nhiều hơn. Lưu ý cuối cùng đó là đừng cố để khiến cô ấy ghen. Khiến cô ấy ghen có thể là một mánh khóe để khiến cô gái bạn thích nhớ bạn hơn, nhưng bạn không nên cố gắng làm điều đó. Nó có thể xảy ra một tác dụng ngược. Mặc dù bạn không cần phải nói cho cô ấy biết bạn đang ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian xa cô ấy, nhưng đừng nói về những cô gái khác. Nhiều trường hợp cô gái ấy sẽ không ghen, không cảm thấy sợ mất bạn mà còn cho rằng bạn là một người đàn ông không đáng tin cậy mà cô ấy không muốn tiếp tục nhớ về bạn nữa. Các bạn thân mến, tôi vừa đưa ra 12 cách tuyệt vời để khiến một cô gái nhớ ra giết người đàn ông của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hãy chia sẻ với mọi người nếu các bạn thấy video đó thực sự có ích. Hãy trở lại với YouTube Khánh Ngọc vào 19 giờ tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.